Sau khi đọc lại những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là cuốn Chủng tộc da đen mà Bác viết năm 1925, tiến sĩ Nguyễn Đài Trang, một người Canada gốc Việt, đã nhận thấy những nội dung Bác viết từ cách đây gần 100 năm vẫn còn nguyên tính thời sự. Từ đó, bà tập hợp các bài viết và ra mắt cuốn sách Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, góp phần đưa tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phân biệt chủng tộc đến gần hơn với bạn bè thế giới. Chủng tộc da đen là cuốn sách đầu tiên do một nhà cộng sản Á Châu viết về phân biệt chủng tộc. Và trong cuốn sách này, bác đã phân tích cuộc sống của người da đen thì chẳng đáng gì hết với người da trắng thực dân. Và đây được xem là lời tiên tri của bác dự đoán sự nổi lên của phong trào Black Lives Matter trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích rất rõ sự áp bức có hệ thống nhằm vào người da đen, từ đó lý giải tại sao phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Cuốn sách của chúng tôi sau khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm lớn của độc giả nước ngoài. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, mà còn là tài sản của nhân loại tiến bộ. Bạn bè và các học giả quốc tế luôn dành sự tôn trọng lớn lao về nhân cách, đạo đức và cả tư tưởng của người, đặc biệt là những giá trị của sự phát triển, của khát vọng vươn tới chân thiện mỹ, truyền sức mạnh cho nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, tiến bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Việt Nam kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và việc ứng dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trên con đường quá độ ấy. Người rất coi trọng đạo đức cách mạng và là tấm gương của phê bình và tự phê bình. Tư tưởng này là vũ khí sắc bén chống tham nhũng và suy thoái tư tưởng tại Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao việc giữ gìn bản sắc Việt Nam. Tôi có thể thấy trong thập niên 90 của thế kỷ trước, nhiều lễ hội văn hóa truyền thống của Việt Nam, ví dụ như lễ hội Đền Hùng, đã được chú trọng duy trì và phát triển, như Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, uống nước nhớ nguồn. Hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, anh Amiat Horowitz, người Mỹ, đã có cơ hội được thấy tận mắt tư tưởng Hồ Chí Minh được phản chiếu qua chính xã hội con người Việt Nam. Việc nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sinh sống tại Việt Nam đã giúp thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi. Tư tưởng Hồ Chí Minh đặt hạnh phúc của người dân lên trên hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là hình ảnh đại diện cho hòa bình, và thông qua sự thân thiện của người dân Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận thấy sức lan tỏa từ tư tưởng hòa bình của người. Thế giới luôn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn trường tồn, truyền cảm hứng cho các học giả quốc tế tiếp tục đi sâu, luận giải về tầm vóc, ảnh hưởng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới.